Kể từ sau mùa giải 2021, AlphaTauri không có gì nổi trội so với những đối thủ thuộc nhóm giữa khác như Williams hay Alfa. Mặc dù sử dụng chung rất nhiều phụ kiện và thiết kế đến từ người chỉ cả Red Bull, chính vì những sai lầm về mặt thiết kế này mà bò con đã phải nói lời chia tay với Pierre Gasly sau nhiều năm gắn bó. Kể từ đó thì AlphaTauri đã có một mùa giải 2023 với rất nhiều bất ổn về mặt nhân sự lẫn kỹ thuật. Tâm điểm là khi Nyck de Vries phải ngậm ngùi nhìn Daniel Ricciardo thay thế mình mặc dù mùa giải 2023 còn chưa đi được phần nửa. Quay trở lại đầu mùa 2023, các fan hâm mộ đã đặt kỳ vọng rất nhiều vào AlphaTauri sau khi người chỉ cả Red Bull có một mùa giải quá đỗi thành công với chiếc RB18. Điều này cũng dễ hiểu bởi lẽ theo thông lệ hàng năm, AlphaTauri sẽ sử dụng các linh kiện và thiết kế từ mùa giải trước đó của Red Bull. Không như vậy thì đội còn chào đón tân binh đầy tiềm năng người Hà Lan, Nyck de Vries với profile cực khủng, vô địch F2 năm 2019, vô địch Formula E mùa giải 2020-2021 cùng với vô số thành tích đáng nể khác. Thế nhưng khi bước vào mùa giải 2023, các fan hâm mộ mới vỡ lẽ, đây lại là một mùa giải bỏ đi của AlphaTauri. Bước vào những ngày thử nghiệm đầu mùa giải, chiếc AT04 gặp rất nhiều vấn đề về mặt khí động học, khi xe vẫn bị hiện tượng lướt cá heo khá nặng. Bên cạnh đó thì xe còn gặp phải vấn đề understeer rất nặng, khi cho Yuki Tsunoda và Nyck de Vries gặp khó khi vào các khu cua tốc độ cao và trung bình. Một trong những điểm yếu chí mạng tiếp theo của chiếc AT04 chính là độ bám đường tệ hại của đôi xe. Không những vậy thì hiệu năng phanh xe yếu, khi cho những tay đua có phong cách lái thiên về phanh muộn như Nyck de Vries gặp không ít khó khăn khi điều khiển. Trong nửa đầu của mùa giải, AlphaTauri chỉ ghi được đúng 3 điểm nhờ công của Yuki Tsunoda. Mãi đến chặng đua British GP, AlphaTauri mới cho ra mắt một phiên bản cập nhật lớn nhằm cải thiện độ bám đường cho đôi xe khi vào các khúc cua tốc độ chậm với các tinh chỉnh ở sàn, thân và diffuser của chiếc AT04. Bên cạnh đó thì setup cánh gió sau với lực downforce trung bình được làm lại nhằm đáp ứng các đặc tính về khí động học tại các trường đua như Silverstone, Zandvoort hay Hungaroring. Với những thay đổi lớn như vậy nhưng thành tích của Yuki Tsunoda và Nyck de Vries cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi cả hai tay đua lần lượt về đích ở vị trí thứ 16 và 17 sau rất nhiều những sửa đổi không mấy hiệu quả. Sự khởi sắc mới thật sự đến với AlphaTauri tại chặng đua United States GP. Bản cập nhật sàn xe lớn tiếp theo đã giúp cho Yuki Tsunoda và Daniel Ricciardo tự tin hơn trong việc cầm lái. Cả hai tay đua đã có một màn trình diễn tốt và đã ghi được 5 điểm nhờ công của Yuki Tsunoda sau khi Charles Leclerc và Lewis Hamilton bị hủy thành tích. Thành công tiếp tục đến với nhà bò con ở trang Michigan GP nhờ những lựa chọn về mặt setup hợp lý, khi đội đã để những lưới gió tàn nhiệt nhỏ hơn nhiều so với những cái tên khác như Alfa Romeo. Nhờ đó mà đội đua này đã có một tuần đua thành công với vị trí thứ 7 của Daniel Ricciardo. Còn với Yuki Tsunoda, mặc dù anh có vận tốc trung bình cao ngang ngửa với Lando Norris là 353 km/h, nhưng lại không thể ghi điểm do quá nóng vội mà va chạm với Oscar Piastri. Nối tiếp những thành công đó, AlphaTauri tiếp tục mang đến những thay đổi ở sàn xe tại chặng đua Abu Dhabi. Quả thực thì quali pace của chiếc AT04 lúc này rất ổn định khi flying lap của Yuki Tsunoda nhanh thứ 6 toàn đoàn, hơn cả chiếc tên lửa RB19 do Sergio Perez cầm lái. Còn ở main race, Yuki đã cầm chân thành công Lewis Hamilton ở ngay những vòng cuối để về đích ở vị trí thứ 8 toàn đoàn và được bình chọn là Driver of the Day ngày hôm đó. Hơn nữa thì những người hâm mộ của bò hốc con sẽ càng thêm phấn khích khi biết tin chiếc AT05 tới đây sẽ sử dụng chung thiết kế của chiếc RB19 đầy thành công của Red Bull. Bên cạnh những tiến triển về xe thì nhân sự lại là một trong những vấn đề lớn mà giới báo chí đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực trong cả mùa giải vừa qua. Trong khi Yuki Tsunoda là tay đua gánh đội còng lưng để giành giật lấy những điểm số cuối cùng tại các chặng đua, Nyck de Vries lại trở thành chủ báo với vô số những pha tai nạn và spin rất ngớ ngẩn. Như đã đề cập ở trên vào bài viết về tân binh vừa qua, Nyck de Vries có cách lái thiên về phanh muộn và tự tạo oversteer khi thoát cua, nhưng chiếc AT04 lại không thể đáp ứng được nổi, dẫn đến việc Nyck chỉ có thể làm bạn với những hàng rào hoặc bãi sỏi. Đặc biệt là trong thời kỳ bị giới hạn chi tiêu của các đội đua như hiện tại, AlphaTauri lại càng thêm những rắc rối khi phải chi trả hàng triệu đô la Mỹ để sửa chữa những chiếc xe AT04 của de Vries. Rất tức tối với màn trình diễn của người đồng hương Max Verstappen, cố vấn Helmut đã có một quy định cực kỳ phũ phàng, đó là đá Nyck de Vries và thay thế bằng Daniel Ricciardo. Màn trình diễn của Danny trong mùa giải vừa rồi có thể gọi là tạm ổn do vẫn chưa làm quen với chiếc AT04. Mãi đến Michigan GP thì anh đã có một tuần đua ấn tượng khi ở phiên qualifying. Flying lap của anh nhanh thứ tư toàn đoàn, nhanh hơn cả Sergio Perez và hai chiếc Mercedes với hiệu suất khỏe hơn rõ rệt. Còn ở main race thì anh đã xuất sắc về đích ở vị trí thứ 7, thậm chí là ở trong những vòng đua cuối với pace và lốp tốt. Suýt chút nữa thì anh đã vượt qua được George Russell để về đích ở vị trí thứ 6. Để nói đến nhân sự của AlphaTauri mà thiếu đi màn debut bất đắc dĩ của Liam Lawson thì quả là một sự thiếu sót. Khả năng làm quen xe của anh đáng để cho Nyck de Vries hay tay đua trẻ nào phải học tập. Chỉ sau 3 chặng đua tức Singapore GP, Lawson đã ghi được cho mình 2 điểm đầu tiên tại F1 và đưa tên mình vào Q3. Sau màn trình diễn quá đỗi xuất sắc của Lawson,
các người hâm mộ đang bắt đầu mơ mộng về một ngày anh chàng đến từ New Zealand sẽ có một ghế ngồi tại F1, và điều này hoàn toàn có cơ sở khi chính cố vấn Helmut Marko đã xác nhận chậm nhất thì đến cuối năm 2025, Liam Lawson sẽ có một vị trí tại F1. Tiêu chung lại thì 2024 hứa hẹn sẽ là một mùa giải với nhiều thay đổi về mặt thiết kế xe của AlphaTauri. Một số những nguồn tin gần đây đã cho biết, JT05 sẽ sử dụng hệ thống treo dạng thanh kéo như chiếc AB19. Chính những thay đổi này sẽ giúp cho hiệu suất về phanh sẽ được cải thiện, qua đó khả năng tản nhiệt của xe cũng sẽ có thêm hiệu quả, bởi lẽ hệ thống treo cũng rất quan trọng về mặt khí động học trong thời kỳ Wow Effect hiện tại. Liệu rằng hai tay đua của AlphaTauri sẽ có một màn trình diễn tốt cùng với chiếc JT05? Hay liệu rằng sẽ còn cái tên nào khác sẽ tỏa sáng trong mùa giải 2024 tới? Hãy cùng đón xem mùa giải Formula One 2024 trực tiếp và độc quyền trên Kakao.